Ta còn lại
mình ta vô thường cõi đi về. Cầu bất đắc khổ, tức là cầu những điều trong cuộc đời không được, mình cũng khổ.
và hóa tán hối hổ là tức là những người mà mình không thích ở chung với nhau, vợ chồng mà không hạnh phúc và ở chung với nhau cũng khổ. Và cái cuối cùng là ngu ấm si thân khổ, tức là cái thân này tứ đại này do đất nước hợp lệ về mà tăng ngược lại, nhưng mà vì cái hoàn cảnh nào đó cái thân của mình nó lục đục bền hoàn cũng gây cho mình khổ đau. Và chúng ta đã học khổ đau dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Thứ nhất đó là giác ngộ ra bạn trong cuộc đời này là một sự thật, khổ đau ai tránh được. Thứ hai là khổ đau giúp chúng ta cảm thông hơn những người xung quanh mình rằng mình đã trải qua cảnh khổ. Ví dụ qua chúng ta nói, nếu mà chúng ta về Việt Nam những ngày này thì chúng ta ra đường thấy rất là nhiều người già với 30 số. Trong khi chúng ta ở Mỹ, các cụ già được sự trợ cấp của nhà nước ở Mỹ rất là lớn, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta cái điều đó có nhưng mà ít. Nhưng mà mình thấy rất tội người già. Và giác ngộ khổ đau giúp chúng ta làm gì? Bớt cái tâm ngạ mạn và ham muốn. Bởi vì khổ đến giúp mình bớt đi những cái ham muốn cuộc đời và giúp mình có được cái gì là ngạ mạn, rằng mình cái gì mình thành tựu hết. Nhưng mà có khi mình khổ, có những người khổ hơn mình nữa, cho nên mình có gì phải gì phải cống cao mà ngạ mạn, vân vân và vân vân. Như vậy hôm qua chúng ta đã nói với nhau chủ đề đó là cảm ơn khổ đau. Và hôm nay trong cái bài pháp thoại của ngày tu cuối cùng ngày hôm nay, sáng hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi từ chúng ta một cái chủ đề, đó là nuôi dưỡng chánh kiến. Nuôi dưỡng chánh kiến, từ nghe rõ chưa ạ? Như vậy chánh kiến là thuộc chi phần thứ mấy của bát chánh đạo? Ai biết bát chánh đạo là gì không? Có học giáo lý chưa? Đó là bát chánh đạo là 8 con đường tu học mà Đức Phật đã đề cập. Nếu như ai học Phật, dù pháp môn nào, niệm Phật, trì chú, hoặc là mật tông, rồi là thiền tông, tất cả chúng ta phải đi ngang qua sự tu học của bát chánh đạo. Đó là 8 con đường chân chánh. Và trong đó yếu tố đầu nhân tiên nhất mà Phật dạy đó, đó là chánh kiến. Như vậy bây giờ chúng ta phải hiểu thế nào gọi là chánh kiến. Chánh kiến khác tà kiến. Đó, ví dụ mình nghe một người nào đó họ nói họ là Phật, người nào mà niệm Phật trong đời này là được vãng sanh liền. Và người nào đó bỏ hết gia đình rồi vào đó mà chờ chết để vãng sanh. Và đó thì người ta nghe, nhiều người ở Việt Nam bây giờ nghe cái đó là tiêu, như là bỏ nhà, bỏ cửa, còn sống, có chồng, có con, bỏ hết lên cái chỗ đó ở, coi như là một lòng niệm Phật để mà quyết bản sanh, trong khi chồng con ai chăm sóc hết. Như vậy mình tu như vậy đúng pháp môn Đức Phật mình dạy không? Và nhiều người đến đó là bỏ hết tất cả luôn, nghe luôn. Mà vì thầy đó ở Việt Nam chúng ta bây giờ là bị người là giáo hội cấm trụ trì chỗ đó luôn. Và thầy đã đi về một cái chỗ khác để nương một hòa thượng khác để mở ra pháp môn đó. Và ở Mỹ này bây giờ cũng có nhiều người thần tượng với thầy đó lắm, mà không biết tại sao Phật tử chúng ta không có cái chánh kiến, đúng không? Đức Phật chúng ta dạy vạn sanh, nếu như mà mình muốn vạn sanh đầu tiên nhất, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, khi mà bà Vi Đề Hy bị đứa con tên là gì, thái tử gì, ai sợ thế, tức là ai sợ thế bắt cha ruột của mình bỏ trong ngục, rồi định giết cha mình để chiếm ngôi hoàng hậu Vi Đề Hy đau khổ quá, cho nên gặp Đức Phật Thế Tôn chúng ta nói thưa Thế Tôn con đau khổ quá, có cái cõi trời nào, có ngoài cái thế giới này, có ta bà này, có cái thế giới nào mà đẹp không, xin ngài cho con về bên cái cõi đó để con hưởng sung sướng hạnh phúc và con sẽ không hết đau khổ nữa. Thì Đức Phật chỉ cho bà Vi Đề Hy là cõi gì? Cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Cõi chỉ cõi đó. Nhưng mà
Đức Phật chưa nói là thì bà Vi Đề Hết, bây giờ bà muốn về cái cõi đó, bà phải làm cái gì? Tu ba cái pháp môn gọi là ba cái căn bản của người tu tịnh độ đó, là phải tính, hành, nguyện. Có dạy chưa? Chưa. Mà Đức Phật dạy cái gì? Này bà Vi Đề Hết, bà muốn vợ bạc sinh về cõi cực lạc phương Tây của thế giới Đức Phật A Di Đà đó, đầu tiên bà phải tu ba cái phước mà trong tịnh độ tông gọi là tịnh nghiệp tam phước đó. Đó là gì? Phụng dưỡng cha mẹ, gì nữa? Từ bi không sát, sát sanh. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi không sát sanh. Cái thứ hai là gì? Gì? Thọ trì tam quy, đầy đủ chúng giới, không phạm oai nghi. Và cái thứ tư cuối cùng đó là gì? Thâm tín nhân quả, đồng tùng đại thừa. Và mình thực tế không? Trong cái đầu tiên Đức Phật dạy mình là phải gì? Hiếu dưỡng cha mẹ. Bây giờ ba cha mẹ chăm sóc, chồng con lo tròn bổn nhiệm, chưa làm được cái phước gì mà đến đó mà bỏ hết bằng xem ai Phật trước mình. Bổn phận của thế gian làm chưa xong, muốn về cõi cực lạc, có Phật nào rước? Có Phật nào rước mình không? Không thể được. Cho nên nói gì nói, đạo Phật chúng ta nói cái bổn phận thế gian nó không thể xa lìa cái việc tu đạo được. Cho nên đó, nhiều người không có cái chánh kiến, từ đó lao đầu vào, rồi cuối cùng gia đình đổ vỡ thương đau. Bao nhiêu cảnh gọi là đi tu mà gia đình đau khổ, mình tu được không? Bây giờ từ bỏ vào chùa Hệ Quang hay ở nhà chồng ai lo con ai chăm sóc, mình tu được không? Tu được không tử? Tu được không? Không thể được. Cho nên mình phải có cái chánh kiến và phải nuôi dưỡng cái chánh kiến này. Cho nên hôm nay chúng tôi nói chủ đề đó là nuôi dưỡng chánh kiến. Như thế nào? Bây giờ mình hiểu thế nào gọi là chánh kiến. Chánh là chân chánh, kiến là sự thấy đúng, đúng sự thật. Có nghĩa là chánh kiến là thấy đúng sự thật. Tức là trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta đó, thì bát chánh đạo đó là tám con đường chánh chánh, là chánh kiến. Khi mình thấy đúng rồi thì mình mới chánh gì? Chánh tư, tư duy. Tức là khi mình thấy đúng, mình suy nghĩ đúng, sau đó đến mới chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh chính gì? Chánh gì đấy? Chánh ngữ là cái miệng của mình bắt đầu nói ra, nghĩ đúng, bắt đầu thấy đúng, rồi nghĩ đúng mới nói ra, ra đúng được. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Khi mình đã nói rồi, bắt đầu có một cái nghề, cái nghiệp đó là một cái nghiệp, cái nghề chính chắn, chánh màn, chánh niềm định và chánh tuệ, chánh tinh tấn, niềm định tuệ. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói là người Phật tử làm thế nào hàng ngày để nuôi dưỡng cái chánh kiến đây. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật dạy mình năm cái yếu tố, đó là nuôi dưỡng cái chánh kiến hàng ngày thông qua cái việc tu học. Mà cái yếu tố đầu tiên nhất đó là phải giữ giới. Giới luật đạo Phật không phải là một tính điều bắt buộc mình làm cái này hay làm cái khác. Ví dụ bây giờ từ chúng ta tới chùa, Đức Phật dạy mình giữ mấy giới? Mấy? Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Và thứ năm, không rượu chè. Và Phật tử thấy không, bây giờ mình nhìn ra ngoài xã hội bây giờ cũng không ngoài năm việc này mà nhà nước phải điên đảo đó, rồi trộm cắp, rồi tà dâm. Nhất là vừa qua ở Việt Nam chúng ta đăng cái bộ tin của một vị nghệ sĩ hài và bây giờ nổi tiếng luôn, là ca sĩ luôn, chắc ai cũng biết đó là nghệ sĩ gì, Minh Bé. Mà bây giờ thầy không biết là sự thật ông này như thế nào hết, mà là thật thừ là bây giờ ông đang ở tù rồi đó. Nhưng mà không biết ông phạm cái gì, ngay đâu phạm vào cái tội này là lớn nhất, mà phạm vào cái tội này là tội gì của đạo Phật chúng ta, là tội trong gọi là thuộc vào tội giới thứ ba đó, là gì? Là dâm tà. Thì dưới góc độ đạo Phật chúng ta, mình là người Phật tử, mình phải thương cho cái béo này. Tại sao? Bởi vì dục vọng là bản chất của một con người.
mà cái anh Mộc Minh Bé hôm nay là anh thuộc về cái loại người gọi là đông đông gì, không phải là đồng tính. Ở Việt Nam thì đăng là nhiều lần anh này đã gà tin rất là nhiều nghệ sĩ trai đẹp ở bên đó rồi, nhưng mà qua đây không biết có lẽ là bị ta cài hay là bị phàm vào sự thật hay không. Nhưng mà dưới góc độ đạo Phật mình nhìn anh này chỉ thương cho anh này thôi, bởi vì anh là một con gì, con người. Tại sao ta nói là con gì mà tại lại là con người? Bởi vì ta chia hai ra, vì chỉ con người thì bên này là phân gì, phần con này bên đây là người. Con thì có đủ hết các yếu tố xấu, giận dữ, tham lam, rồi gì nữa, tất cả những mặt đầy đủ hết. Người là đầy đủ những cái mặt tốt, từ bi hỷ xả, gì nữa, rồi đầy đủ hết. Như vậy một cái con người thì đầy đủ cả mặt xấu và mặt mặt tốt. Cho nên mình thấy nhìn mình bé mình thương chứ không có. Và chúng ta thấy đôi khi đó là một cái nhân quả của anh này từ kiếp trước mà mình không thể biết được. Dưới góc độ mình là người Phật tử, mình bàn luận xong vấn đề này, chỉ nói đến cái việc Đức Phật dạy mình là người Phật tử để nuôi dưỡng cái chánh kiến, niềm tin với Phật Pháp á, và để thâm tín lời Phật dạy, thì đầu tiên nhất mình phải giữ giới. Bây giờ Phật tử thấy không? Nếu như một người Phật tử hàng ngày chúng ta giữ cái giới, nói cái giới gì? Không có nói dối thôi. Phật tử thấy cái người đó, Phật tử, những người xung quanh thích người đó không? Thích không? Thích. Trời ơi, đi đâu ta nói một cái người đó nói ra là toàn là hoa là gì? Là hoa nở. Con người nói dối đi đâu là người ta cũng ghét. Chỉ cần mình giữ một cái giới thôi là không nói dối thôi, thì ai cũng tin tưởng mình. Ô, chị cái dễ thương quá. Thì là một sự thật. Trong nói dối nó có đủ điều hết á. Nói liều theo dệt này, nói lời độc ác này, nói lời đâm thọc này, chứ không phải là chỉ có nói dối thôi đâu. Mà mình ngồi lê đôi mắt, mình nói xấu bà kia, bà kia, thì mình biết mình đang phạm giới gì? Vào giới thứ tư rồi, không nói dối rồi. Cho nên á, để nuôi dưỡng cái chánh kiến, Phật dạy mình người đó là phải giữ cái giới. Bởi vì, và nhiều người có nói, bây giờ thầy ơi, con là người Phật tử, làm sao Phật dạy nếu muốn mà được trở lại làm người kiếp sau đó thì phải giữ mấy giới? Phải năm giới nha. Ai muốn làm người trọn vẹn kiếp sau mà chắc chắn đó, trở lại làm người là phải giữ năm giới. Nếu mà bây giờ mình nhiều người họ giáo quy nói thầy ơi con mới giữ được. Nhiều người ông nam là còn hút thuốc cho nên là uống rượu, cho nên nói thầy ơi con không giáo quy đâu, con giữ giới được cho nên thôi cho con ở nhà. Thì mình đã quên một điều Phật dạy á, mình thọ năm giới mà mình giữ được giới nào thì mình được công đức của giới đó, chứ không phải nhất thiết mà mình phải giữ hết năm giới. Nếu như mà người nào giữ được năm giới thì tròn vẹn, thì công đức tròn vẹn. Bây giờ mình giữ được một giới thì cũng công đức. Cho nên ta gọi là tùy xứ, trong giới luật có nói gọi là gì? Tùy xứ giải thoát, tức là mình giữ được giới nào thì được giải thoát của phần của giới đó, chứ không phải nhất thiết đó là bây giờ con giữ được cái giới này, con thọ giới. Nhưng mà mình phải biết, muốn trở thành người Phật tử, trong kinh Đức Phật dạy đó, điều căn bản mà gọi mình là người Phật tử thì người đó phải thọ, nói gì? Thọ tam quy và ngũ giới. Ở đây Phật tử nào chưa thọ giới đâu đưa tay lên. Nếu như chưa thọ giới thì tới đây á, có thầy hòa thượng trụ trì đây có tổ chức quy y thì mình về nên thọ giới để mình có một cái pháp danh rồi mình nương vào hòa thượng để mà tu học. Như vậy á, Phật dạy mình đầu tiên nhất phải giữ giới, bởi vì chính cái giới đó nó làm cho mình có an lạc, có được cái giải thoát trong cuộc đời này thì mình mới có được cái chánh kiến của Phật giáo. Ví dụ hàng ngày mình ra đường mình thấy một cái người nào đó là người Phật tử, bà đó là Phật tử mà về nhà làm đủ thứ chuyện hết, mình mất cái niềm tin. Nhưng mà mình biết mình là người Phật tử, mình giữ được cái giới đó, mình cảm thấy an lạc, cho nên đó mình mất cái niềm tin ở người đó. Mà giới luật Đức Phật dạy á, cho nên có câu chuyện đó, ngày xưa đó là có hai ông thầy vào thời Đức Phật còn tại thế đó, có hai vị tỳ kheo
ở cấp xa Đức Phật. Lúc đó Đức Phật chúng ta ở thành xa về. Có hai vị tỳ kheo này trên đường đi như vậy để quyết chí tới định lễ Đức Thế Tôn của chúng ta. Trên đường đi tôi biết băng qua một cái khu đồng rộng, một bãi sa mạc mà không có nước non hết, hai người là khát nước muốn chết luôn. Và trên đường đi như vậy họ mới gặp một cái hồ nước ở đó, một vùng nước, và trong cái hồ nước đó đã cạn, mà trong đó có rất là nhiều vi trùng. Cho nên là một người giữ giới là quyết chí, nói thà tôi chết tôi không uống cái nước này, bởi vì trong đó có rất là nhiều vi trùng, mà uống vào thì mang tội gì sát sanh. Cho nên người này quyết định chí là không có bao giờ uống cái nước đó. Còn người thứ hai là quyết chí đi gặp Đức Phật, tôi nói thôi bây giờ tùy phương tiện đi, tôi uống vào nước này tôi mới sống được, tôi mới đi đến gặp Đức Phật được. Thì một người mà uống nước trên hồ đó họ đi tiếp, mà người thứ hai không chịu uống thì đi nửa đường, và ông này ông chết luôn, chết khô tại trên đường đi luôn. Và khi ông chết như vậy thì nhờ cái phước dự giới đó không sát sanh đó, ông mới sanh vào một cái cõi chư thiên, trên một cái cõi trời, và nhớ lại tiền kiếp mình là muốn về định lễ Phật. Cho nên ông dùng thần thông cầm một bó hoa của chư thiên, mà người ta có phước, ta nghĩ cái gì là có cái đó, và cầm một bó hoa và tới đứng cạnh đế Đức Thế Tôn của chúng ta để đảnh lễ. Và lúc ông đảnh lễ như vậy thì cái vị tỳ kheo đó ngày lúc đi chung với ông á cũng đã qua những ngày mà vượt đồi băng sông gì đó rồi, và người này cũng tới đó luôn, gặp đúng cái Đức Thế Tôn. Thì lúc đó đó cái ông mà uống nước á mà để tới đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, mới khóc, mà bạch Thế Tôn con rất là buồn. Bởi vì trên đường đi như vậy con có hai người bạn, mà một người bây giờ bạn của con không chịu uống nước thì kia, và bây giờ thầy kia đã chết rồi, con buồn lắm, hôm nay con có định lễ Đức Thế Tôn. Tự biết Đức Phật nói sao không? Cái người đó hiện tại đang đứng ở bên ta này, cái ông chư thiên đó đó, ông tỳ kheo được cái phước dự phước đó, đang đứng ở bên ta này. Ông nói nhờ cái dự phước, nhờ cái phước dự giới mà luôn luôn ở bên ta. Còn ngươi dù có được ở bên ta, đến gần ta, nhưng mà cách xa ta một ngàn dặm. Cho nên Phật dạy mình á, người nào mà dù ở nhà hay chẳng được, không tới chùa mà luôn giữ giới, chúng ta giữ được năm giới trọn vẹn, thì Đức Phật dạy người đó luôn luôn gì? Gần ai? Gần Phật. Và dù mình ở gần Phật, tới chùa hay chẳng được, mà mình phá giới phàm trai thì người đó sẽ cách Phật gì xa vàng dặm, chắc phải vậy. Cho nên ngày dù là mình làm ở tiệm nail hoặc là công ty hay sườn gì đó, nhưng mà người Phật tử luôn tâm niệm giữ giới thì Phật dạy à, thấy là cái cô này luôn luôn gần của Đức Phật, bởi vì giới là trung tâm của chúng ta. Và khi mình giữ giới thì mình được công đức, đó là gì? Mà giới luật đạo Phật dạy đó là phòng phi trị ác, tức là giúp cho mình phòng ngừa những cái điều ác và làm những điều thiện. Ví dụ một người mà không sát sanh thì người đó được cái phước gì mà tự biết không? Trường thọ gọi là sống lâu. Ai đây muốn sống lâu thì phải không sát sanh và phải thường phóng sanh. Cho nên đừng nghĩ rằng tại sao có những người không chết yểu. Tự thấy sau bàn thờ bông của cái chùa Huệ Quang chúng ta thấy không? Bao nhiêu người chết yểu. Thì dưới góc độ đạo Phật dạy, những người mà họ chết yểu đó là do kiếp trước sát hại rất là nhiều sát vật. Cho nên tự thấy trong kinh Địa Tạng thôi, có kể về cái tiền thân mà của ngài Địa Tạng, có người mẹ mà thích ăn cá gì? Cá trần, mà trần con. Bà này thích ăn cá trần, tức hàng ngày ra chợ mua cá trần, cá trần con nữa về ăn là bao nhiêu. Mà cá con tôi thấy là một cái nồi cá con như vậy thì bao nhiêu sinh mạng ăn hàng ngày tràn chất lên. Và cuối cùng cái bà này chết thì xách vào đâu? Họ đi địa ngục. Nhưng mà nhờ người con của mình là hiếu thuận nên mấy cầu nguyện và phát nguyện sẽ không rời khỏi địa ngục để cứu độ chúng sanh. Nhờ cái phước đó bà mới được sanh về cõi lành, chúng mình dễ dàng. Cho nên Phật dạy mình đó, để nuôi dưỡng cái tính kiến đầu tiên nhất
là mình phải chịu giới. Và phải nhớ rằng á, Phật dạy mình á, dù mình giữ giới mà không ở gần Phật thì mình biết rằng Phật nói mình luôn luôn ở bên cạnh Ngài. Còn mà nếu như mình ở bên cạnh Ngài mà mình không giữ giới á, thì cách xa Ngài ngày ba dặm luôn. Đó là cái điều đầu tiên nhất. Cái thứ hai, để nuôi dưỡng cái chánh kiến á, đối với một người Phật tử đó, thì hàng ngày chúng ta phải văn, tức là phải nghe. Văn ở đây có nghĩa là gì? Nghe pháp, đọc kinh, tụng kinh để mình huấn tập những cái lời Phật dạy. Nhiều người đi chùa cũng có nghĩa, nhiều người tới chùa rồi quy y Tam Bảo xong rồi á, cũng biết Phật pháp là cái gì hết, mà tự xưng mình là người Phật tử. Nên có một ngày có thầy nhớ lại cái câu chuyện này, xưa thầy đi dạy ở trên Gia Lai á, nên đó hỏi một cái đạo tràng, nó cụ ơi, cụ quy y chưa? Nó con quy y rồi thưa thầy. Như vậy tám quy là gì? Bà nói tám là ba, quy là rùa thưa thầy, tám quy là ba con rùa. Trời ơi, đi tu ngồi giờ hỏi tao giáo lý Đức Phật không biết làm sao đấy. Cho nên để nuôi dưỡng cái chánh kiến đó, Phật dạy mình ba cái phương pháp học Phật đó để mà tăng trưởng cái trí tuệ đó, thì gọi trong đạo Phật gọi là văn, là phải nghe, rồi sau đó gì, tư là suy tư và tu tập. Bây giờ mình tự nghe của thầy dạy rồi gì nữa, không về nhà không suy tư, rồi cũng không tới chùa tu tập, ở nhà không thực hành, thì có lẽ không? Không đâu. Cho nên hàng ngày mình phải tụng niệm để gì, huấn tập cái hạt giống lành vào cái tàng thức của mình, phải trì chú. Ví dụ như ai giỏi thì mỗi ngày trì 21 biến chú đại bi, hoặc là niệm 1000 cái câu niệm Phật, tùy theo. Đó là mình đang thực hành lời Phật dạy đó. Và khi mình thực hành lời Phật dạy, mình không ngờ mình đang tu luôn, đang tu cho bản thân mình mà mình đang gọi là giúp cho Phật pháp hoàng dương Phật pháp, tức là mình đang góp phần làm cho Phật pháp càng xương, gọi là xương minh lên, phát triển lên. Cho nên Phật dạy mình yếu tố thứ hai để mà nuôi dưỡng cái chánh kiến đó, thì hàng ngày phải nghe kinh. Bây giờ với cái góc độ của thời đại này, các bạn tự thấy không, rất là nhiều phương tiện, mình lên mạng YouTube đó, hàng ngàn cái bài giảng của thầy trên mạng, rồi rất là nhiều bài trang web về Phật học. Ví dụ chúng ta vào cái trang gọi là Thư viện Hoa Sen, hoặc là trang gì, trang nhà Quảng Đức. Ở Việt Nam chúng ta có cái trang của thầy Nhật Từ đó, Đạo Phật Ngày Nay, rồi Phật Tử Việt Nam, rồi một có một trang báo Giác Ngộ nữa, hàng loạt những Phật học. Mà bây giờ mình chỉ cần một cái iPhone, một cái iPad thôi, là mình bấm cái là mình có thể đọc cái, và có thể vừa làm việc mà vừa nhét tay phone mình nghe với thầy giảng. Hàng ngày phải huấn tập bằng cách gì? Nghe rất là nhiều. Khi mình nghe rồi đó, thì tự nhiên mình có một cái chánh kiến. Ví dụ một người Phật tử họ làm cái gì sai thì mình biết rằng người này là sai liền, bởi vì họ mình đã có cái huấn tập cái trí tuệ của Phật dạy thông qua những lời của thầy dạy rồi. Và bây giờ khi mình nghe ai nói gì đó sai là mình biết liền. Và một Phật tử như vậy thì quá tuyệt vời luôn. Phật tử có muốn làm không, một Phật tử tuyệt vời như vậy không? Muốn không? Ai muốn vô tay lên. Đó. Như vậy yếu tố thứ hai để mình phát triển cái chánh kiến đó, Phật dạy thành hàng ngày phải quan, phải nghe nhiều, học rộng. Gọi là trong cái kinh Bát Đại Thanh Giác của ông ta hàng ngày tụng đó, là Đức Phật dạy là quạt học là đá, quạt là rồng lớn, học hỏi cách rồng lớn, và văn là nghe nhiều, thì chúng ta sẽ nuôi được cái chánh kiến. Và một yếu tố thứ ba nữa để nuôi dưỡng cái chánh kiến đó, Phật dạy mình đó là phải luân nghị và thảo luận với nhau. Cho nên đó, ví dụ bây giờ mình thấy không, ở Mỹ này bây giờ mình tranh cử cử tổng thống á, mà bây giờ có cái ông gì đó tỷ phú gì đó mà người ta nói ông này lên chắc nước Mỹ mình hơi mệt á, là ông gì, Trung gì rác gì đó. Mà mấy ngày hôm nay gọi là ta gọi là tranh cãi nhau, mà bên này là đúng là bầu cử chứ là gốc thiệt đó, anh nào lên tranh cử lớn là anh nào là cãi lộn nhau, thậm chí hai người có thể chửi lộn nhau luôn để lấy được cái lòng gì, lòng dân, để mà kiếm được một cái phiếu để mà thành mà ta bầu cho chính gốc được đó. Cho nên á phải luân nghị, tức là chạy với mình ngồi hai người Phật tử thảo luận với nhau, hay gì
À, hoặc là mình tới mình không có nghe, không hiểu Phật pháp, gặp của thầy mình hỏi của thầy, mà trong đạo Phật chúng ta nói thì nghi nhiều thì gì, đá nghi thì sao, các em đá nghi thì đá gỗ, tức là càng nghi nhiều thì càng giác ngộ lớn. À, cho nên á mình phải bên nghi nghe nhiều, sau đó mình phải thuyết tập gọi là tranh luận, không phải là đi cài lộn nha, nhớ đây là cái góc độ đạo Phật nói là thảo luận với nhau, chứ không phải ra qua đời mình có nhiều người Phật tử á bây giờ giỏi giáo lý rồi đó, thậm chí nếu thầy đi giảng rất nhiều đạo tràng, có nhiều người á họ vô họ y họ đã có kiến thức rồi, ngồi dịch cho thì coi ông thầy cũng nói cái gì khổ vậy đó, thì mình biết phải thương cái người này, bởi vì họ rơi vào cái gì gọi là một cái trong ba chướng ngài Phật dạy, đó là một cái chướng mà ai học giỏi mà nếu như không biết khiêm hạ, không biết tu học thì người đó vì là cái chướng mà không thể tu được, đó là gì, sợ tri chướng, tức là bị chướng ngài bởi cái biết của mình mà mình cứ chấp. Cho nên ngày xưa đó Phật dạy mình đó, có một cái bài kinh của Phật nói là ta 49 năm thuyết pháp ta chưa bao giờ nói một câu nào hết, tức là ngài nói ngày 49 ngày nói rất là nhiều tam tạng mà ngài không nói câu nào hết á. Rồi trong kinh Viên Giá của Phật dạy mình đó, tất cả kinh điển là như ngón tay gì, như là ngón tay thôi, chỉ mặt trăng, tức là mình phải nương vào ngón tay là kinh điển để mình thấy được cái từ tánh thất tình của mình, để mình mà giác ngộ được, chứ phải mình càng học nhiều càng cho mình là giỏi, thì điều đó là một sai lầm lớn của người học Phật. Bây giờ không phải là mình đi chùa nhiều, nghe giảng nhiều mà mình giỏi đâu, mà người mà biết tu càng nhiều là người đó mà biết kỹ càng khiêm hạ. Mà có một điều thế này nè, cái người nào mà càng học giỏi á thì người đó thấy mình càng gì, càng dốt, khổ vậy đó, bởi vì kiến thức thì mênh mông, không ai mà tự hào mà cho mình là giỏi được hết. Ví dụ bây giờ thầy là, ví dụ thầy tu, thầy là người tu thì thầy giỏi về cái gì, Phật pháp thôi. Bây giờ mà nói thầy ra làm neo thầy làm được không? Bữa nào thất nghiệp tìm qua ai thất nghiệp gọi thầy qua thầy làm cho, mà thầy làm được không? Được, làm sao được đấy, làm sao mà thầy có thể cào lông tay lông chân rồi thầy làm thế này thế khác như con tự lừa được làm thế nào được, đúng không? Bây giờ nó đến một lĩnh vực nào đó về gọi là y tế, hoặc là một lĩnh vực của một Phật tử nào đó làm trong ngành công nghệ thông tin không, của thầy giỏi được không, làm sao giỏi được. Cho nên là mình chỉ là một góc độ nào đó, không có gì phải tự hào hết, mà dạy mình đã trong những cái để làm cho mình mất phước nhất, đó là cái gì, cống cao ngạo mạn. Cho nên có một câu chuyện ngày xưa, ở có một đứa bé nhỏ là gì, nó không có xem thường người khác. Có một ngày nó đứng trên cái cây á, có một vị quan gì, quan văn đi qua, đứng lên nó đá cái đầu vị quan văn đó. Quan văn nó nói, ồ, khen nó, ồ, thằng nhỏ nó giỏi quá. Thế là vị quan văn nó đi ngang qua, và có một vị quan vò tới đi ngang qua, và nó đá lên đầu của vị quan vò đó. Lập tức vị quan vò đó rút kiếm và chém liền tại chỗ luôn. Câu chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà nếu như mình biết nhìn vào góc độ, cái người mà càng gì, càng học giỏi, càng tu giỏi là người ta càng khiêm hạ. Và đặc biệt đó, trong kinh Đức Phật dạy, những vị Bồ Tát đó, người ta xuất hiện trong cuộc đời này, người ta không bao giờ cho chúng sanh biết được gọi là họ là Bồ Tát. Còn ai mà từ dưng mà gì xưng là tôi là Bồ Tát này, tái sanh là tôi là vô thường này, vô thường kia đó. Ví dụ ở Việt Nam bây giờ có một vô thường gì đó rất là nổi tiếng đó, mà từ Việt Nam chúng ta chạy qua đây bây giờ về Việt Nam được luôn đó, đó là gì, thân hại gì đó mình biết. Nhưng mà mình phải biết trong kinh Phật dạy đó, Phật nói là những cái người vị Bồ Tát tái sanh, người ta khi mà bị người ta phát hiện thân thế đâu đó, người ta sẽ lập tức biến mất được cuộc đời này. Còn mà ai mà tự mình xưng là tôi chứng cái này cái kia đó, thì mình phải biết đó là gì, đó là cái Phật dạy là ma đó, không phải vậy đâu. Cho nên đó, Phật dạy mình để mà mình biết được gọi là nuôi dưỡng cái chánh kiến á, mình phải luân nghi, phải qua cái việc tu học rất là nhiều, mình phải thảo luận thì tự nhiên cái trí tuệ mình nó phát triển. Và bây giờ yếu tố thứ tư sâu hơn
để giúp mình phát triển đó, đó là yếu tố Phật dạy mình hàng ngày để nuôi dưỡng cái chánh kiến của người Phật tử, đó là phải tu học chỉ và quán. Chỉ đó là dừng lại, chỉ là dừng lại. Ví dụ bây giờ mình là người học Phật, mình nói á, khi mà mình vào thiền định rồi đó, mình tu học mà thầy nói là vào định rồi chứng thiền này thiền khác, tứ thiền gì đó mà mình không hiểu nhất. Bây giờ mình tập hàng ngày, mình dừng lại, ví dụ chỉ hàng ngày đi làm về, Phật tử ngồi lại bắt đầu hít thở vô thở ra đến một, hít vô thở ra đến hai, tự nhiên cái tâm mình nó từ từ nó thanh tịnh, thì lúc đó từ tâm mình cảm nhận được cái sự an lạc. Và mình thấy ô, ví dụ như hôm qua thầy nói từ câu chuyện cái ông vị thầy tỳ kheo đó, ông đang ngồi thiền tự nhiên ông la lên cái gì, an lạc quá, an lạc quá. Một ông thầy đi tu tự nhiên ngồi tu mà la lên an lạc quá, an lạc quá, người ta tưởng ông này bị gì, bị điên đó, bị điên. Ngày mai ở trong chùa này tự nhiên có người đang tu kêu an lạc quá, an lạc quá, thì thầy báo cho thầy hòa thượng trụ trì liền chở cái gốc vô bệnh viện liền, hospital liền, bởi vì người đó đang bị gì, chảm chứ. Nhưng mà đạo Phật dạy mình, nếu như người Phật tử đó hàng ngày mà có cái sự tu học đó, thì mình cảm nhận được cái an lạc của người tu nó gấp 16 lần cái an lạc của thế gian, đâu phải dễ đâu. Và khi đi tu rồi đó thì có một cái điều mà chúng ta phải tránh, đó là đừng quá lười biếng. Ví dụ có Phật tử tới chùa được 3 ngày, ví dụ hàng tuần gì đó, ví dụ chùa chúng ta đây có tổ chức bát con trai rồi niệm Phật, mà mình đi được chùa có tháng 4 lần mà mình đi một lần là mình thấy mình là gì, cũng hơi lười biếng rồi đó. Cho nên cố gắng đi cho điều đặn. Phật pháp là mình phải đi điều đặn để mình nuôi dưỡng công đức, cũng giống như cái việc mà mình dọn nước vậy đó. Ví dụ cái ly mà mình nhỏ từ 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 thì hàng ngày sẽ đầy lên. Cho nên ngày xưa có một vị tỳ kheo đó, ông đi tu mà ông tu gấp rút quá, cho nên ông muốn bỏ nhà bỏ chùa về luôn. Đức Phật kêu đến, này con đi tu đừng gấp rút quá. Mà ông này là cái người ở ngoài thế gian là đánh đàn, ông này là tên Sona, ông đánh đàn. Ông ơi, Đức Phật mới để làm cho ông hiểu, Đức Phật nói này Sona, bây giờ giống như một cái cung đàn chẳng hạn, mà đàn đó dây căng quá thì đàn có kêu được tiếng hay không? Thì ông này trả lời, thưa Thế Tôn, đàn không thể phát ra tiếng hay được. Và Đức Phật nói bây giờ nếu như dây đàn đó nó dùng quá thì đàn có kêu ra được tiếng hay không? Thì ông này trả lời là Thế Tôn cũng không được. Và Đức Phật nói không dùng, cái đàn không dùng cũng không căng quá thì đàn như thế nào? Thì ông này bạch Thế Tôn, nếu như mà cái đàn không căng cũng không dùng thì cung đàn sẽ phát ra cái tiếng rất là hay, tuyệt vời. Phật nói cũng như vậy, tu học đừng có gấp rút quá, cũng đừng có lười biếng quá, cứ từ 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 từ. Ông bà mà nói là cứ từ từ cụ đưa gì cũng chính, tức là cũng khoai từ đó cũng chính. Cứ hàng ngày đi chịu khó chịu thương cái chùa niệm Phật, từ 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 một ngày nào đó tự nhiên Phật giúp mình vạn sanh luôn, nên mới dễ. Như vậy nhờ vào việc tu học đó mình tìm được cái an lạc, mình thấy được cái an lạc Phật pháp, thì mình cái người Phật tử càng có cái lòng tin với Phật pháp. Cho nên mình ra đường dù mình gặp một vị thầy hoặc là gặp một người Phật tử người ta phá giới phạm trai, mình không bao giờ gì nữa, giờ gì nữa không bao giờ mất cái niềm tin với đạo pháp. Thì này cái này là gọi là chúng ta đang phát triển cái tinh kiến. Nhiều người Phật tử đó bây giờ cả những ở Việt Nam mình mà ở nước ngoài vậy, có nhiều người thân tưởng vào một nhiều vị thầy một thời gian, tự nhiên thầy đó làm gì phá giới phạm trai, có một cái vết nhơ nào đó, tự nhiên người đó mất niềm tin luôn. Bởi vì mình thần tượng và một vị thầy quá đặt niềm tin. Và chính ở Việt Nam chúng ta vừa rồi cũng có một vị thầy thì đó giảng tuyệt vời, lại đó giảng hay tuyệt vời, nhưng mà vì một cái vết nhơ mà bây giờ bóng đi ở Việt Nam người ta
đem đồ băng điều thầy dạng hay cái nào đổ hết, người ta không xài được, thậm chí cả nước ngoài này luôn băng đĩa vì thầy đó rất là nhiều, và bây giờ người ta không thèm nghe, thậm chí bất luôn. Đó là bởi vì mình thánh tưởng vào ai? Phật dạy như vậy, mình thánh tưởng vào một cái đối tượng mà không phải là một niềm tin, mà tin đó gọi là tin gì? Tin mù, tin quáng. Còn mà người Phật tử đã tin rồi thì Phật dạy mình phải tin vào việc tu học của mình. Cho nên khi mà Đức Phật nhập diệt đó, A Nan nó hỏi đó, này ông A Nan nó hỏi đó, Thưa Thế Tôn, sau khi ngài nhập diệt rồi, con phải biết nương tựa vào ai? Đức Phật có chỉ là con hãy tới nương tựa thầy kia không? Có không? Phật nói gì? Này A Nan, sau khi ta nhập diệt, các con phải nương, phải lấy gì đấy? Lấy cái gì mà hồi nãy mình nói đó? Cái đầu tiên đó, phải lấy giới làm thầy. Thầy, giới là thầy của ba đời chư Phật. Con hãy nương vào giới để làm thầy của các con. Đó, thầy, giới luật chính là thầy của tất cả chúng ta. Còn mình về một cái chùa nào đó, mình biết rằng hòa thượng hoặc là thầy ở chùa đó chỉ là một tổ sư để hướng dẫn mình tu học. Thế đừng một đặt vào quá niềm tin lớn, rồi nay mai thầy đó bị cái gì đó mất niềm tin, và điều đó là hoàn toàn là mình phải trách mình, giống như ông bà mình nói đó, khi cái việc gì xảy ra rồi đó, người tu phải quay lại chính mình, phải trách mình trước, đừng có trách người bên ngoài. Mà cổ nhân chúng ta có nói đó, trách người mấy, trách người một, trách mình mười, vì mình tề trước nên người bạc bạc sau. Ví dụ mình ở một cái nhà chẳng hạn, và tự nhiên mình đang hạnh phúc như vậy, tự nhiên chồng mình bỏ mình đi lấy một cái người con gái hoặc một người đàn bà khác, mình đau khổ quá, mình trách. Nhưng mà nếu người học Phật rồi mình có trách không? Trách không? Có đi từ từ không? Có đi gọi là kiền cáo không? Người góc độ đạo Phật tin rồi thì mình phải nghĩ, à chồng mình bây giờ bỏ mình đi, hoặc là một cái người thân nào đó mình chết, thì biết rằng cuộc đời này Đức Phật nói tất cả đều có nhân và quả. Có lẽ kiếp trước mình đã từng bỏ chồng mình, bỏ gì, bỏ vợ mình, cho nên kiếp này mình phải chấp nhận kiếp đó. Không có cái gì, tại sao bạn mình chồng bỏ mà mình là bị chồng bỏ, là lý do tại sao? Qua bên này rất là nhiều trường hợp, có nhiều người qua đây, thầy có hai đứa em đó, thầy có chú ruột đó, cũng đi theo diện HO là đang ở bang gọi là Philadelphia đó, cũng có hai đứa con trai qua đây là cưới hai đứa con gái, hai đứa về bên Mỹ, bên Việt Nam đó, lập gia đình và đưa qua hai người con dâu. Cuối cùng hai người con dâu này đều bỏ và đang ở riêng và lấy một chồng khác hết. Hai đứa này nó về nó cứ oán gia đình của thầy, nó tại sao bác lại làm mai là bố gì cho hai đứa này, bây giờ qua đây nó bỏ con nó đi làm sao? Trời ơi, ông bà mình nói là trong đời có ba mấy cái gu đó gọi là chỉ làm mai lần ngờ gác gu cầm trầu gì đó, thì ba của thầy là lầm vào cái thứ nhất làm mai làm mối, bởi vì thương cháu mà hai đứa nó tốt lắm. Nhưng mà cuối cùng ông tự biết hai đứa nó bỏ hai cái con trai này lý do tại sao biết không? Hai anh này qua đây là casino làm bao nhiêu là về nộp tiền vào và gì xong bài hết, và không đủ để tiền trả bill hàng tháng, tiền nhà tiền bill đủ hết, cho nên cuối cùng người ta chịu không nổi. Cho nên cái anh này bây giờ mà biết tu á, có trách ba thầy không? Không trách được. Mình là một người cha gương mẫu, mình là một người đàn ông mà biết làm ăn, thì vợ nào bỏ mình ra đi. Cho nên á, mình biết tu, không hiểu, cho nên mới trách người này người khác. Nhưng mà người học Phật rồi á, khi một cái sự việc gì xảy ra đó, dù là khổ đau hay là hạnh phúc á, tất cả chúng ta biết rằng cuộc đời này đều có gì? Có nhân, có quả hết, chứ không có gì mà ngẫu nhiên. Người thế gian khi ta đau khổ ta la lên, trời ơi, tại sao tôi khổ thế này,
mình khi mà khổ đến, như hôm qua chúng ta nói đó, phải cảm ơn khổ gì? Khổ đau. Mình phải nhận được bản chất cuộc đời này có nhiều cái không như mình muốn nữa. Mà mình học Phật rồi đó, thì người học Phật càng học Phật rồi đó, thì người đó càng có cái lòng tin. Và khi đau khổ càng đến đó, người đó không bao giờ sợ nữa. Bởi vì biết cuộc đời này đều là có nhân có quả hết. Như người bạn mình đẹp, người bạn mình giàu sang, là bởi vì kiếp trước người ta làm gì? Bố thí, biết cúng dường. Đừng nói gì trong kiếp hiện tại, người ta còn biết nghe đâu kêu gọi hàng tháng tiền bạc nó còn trách chứ ta gửi về mình có bỏ ra một đồng không? Thì mình biết rằng mình quá ư là gì? Quá ư là keo kiệt trên cái tâm mình sinh ra như vậy. Còn và thầy thấy rồi, có nhiều người đó hiện tại đó, chùa thầy là bên chùa Đức Pháp đó, hiện tại thầy cũng đang xây, thầy thấy có nhiều người đó, họ cúng 1 tỷ 2 tỷ đó, giống cúng 100 ngàn 200 ngàn vậy đó. Họ bỏ ra mà họ và tới chùa cái người đó, đó họ là người Phật tử đại gia nhá, mà tới chùa mình cũng biết họ là đại gia. Tại sao vậy? Mà tới chùa mặc một cái chiếc áo tràng cũ luôn. Nếu như người nào mình làm người đó, nhìn người mà bắt mặt gì, nhìn người để đánh giá đó, thì có chừng lầm to lớn. Bởi vì họ sống rất là bình dị, họ đi một chiếc xe cũ và họ sống rất là bình dị, nhưng mà không ngờ về nhà họ là một tổng giám đốc của công ty, có hàng trăm nhân viên và họ rất là khiêm hạ. Bởi vì cái tâm họ nó quá rộng lớn, nó chiếm cả thế giới. Còn mình bây giờ 100.000 hoặc là 1 đồng mình dám bỏ ra thì làm sao mà mình muốn? Ông bà mình nói có gieo nhân thì mới gì gặp cái kết quả được chứ. Qua đây mà không biết kiếp trước, không biết bố thi, rồi không biết cúng dường, bây giờ muốn hàng tháng mua tờ vé số để được mấy triệu đô có được không? Đừng mơ. Ai ở đây hàng ngày để mua vé số của mình không? Có, phải biết có nhiều lắm, 1 đô 2 đô thôi, nhưng mà cuối cùng không thấy ai trúng hết. Thì như vậy Phật dạy mình đó, để phát triển cái chánh kiến đó, thì đầu thứ tư là nó phải biết tu trì, tức là phải lắng lòng lại để mà tu học. Ví dụ là người Phật tử mà tu pháp môn thì Phật đó, từ đây mà mình tu mà đúng pháp môn đó, khi mà tâm mình mệt mỏi đó, mình chỉ cần ngồi niệm Phật thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ví dụ như ai mà tu theo pháp không pháp Tịnh Không Pháp Sư đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là cái niệm, nhưng mà hoặc là mình ở nhà có thể mình niệm Phật thì mình chỉ tập trung vào danh hiệu Phật thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Mình ngồi mình niệm thì tâm mình nó tĩnh lặng như, và khi mình thấy vậy, mình lắng lòng lại thì tự nhiên mình thấy à, Phật pháp nhiệm màu vô cùng. Và bảo để phát triển cái tính kiến đó, đó là phải quán chiếu hàng ngày, phải quán, quán có nghĩa là phải nhìn sâu, tiếng Anh gọi là deep looking, phải nhìn sâu mọi thứ trong cuộc đời này. Nhìn sâu cái gì đây? Phật dạy mình là người Phật tử hàng ngày phải nhìn sâu 5 điều. Đó là gì? 5 điều gì đây? Ai cũng phải già, ai cũng phải bền, ai cũng phải chết. Cho nên đó, trong gia đình mình khi có một người thân mắt hoặc là mình tóc mình bạc, mình cứ xấu đi á, thì mình cũng mừng, bởi vì hàng ngày mình có gì? Quán chiếu. Chứ nhiều người bây giờ già không chịu già, đi đâu nhuộm tóc, nhuộm lên để nó đen, khổ vậy đó. Nhuộm lên nó đen để làm gì? Để đẹp. Và rồi không ngờ mình đang từ gì? Từ làm cho mình đau khổ hơn nữa. Nhưng mà thầy nói vậy thôi, còn ai thích nhuộm đó là sở trường cái gì. Mà thầy chỉ nói là để mình nhìn tóc bạc á, để mình biết rằng mình già mà lo tu. Cho nên nói đến đây đó, ngày xưa đó, khi thầy mà xuất gia đó, thì về cái chùa, tức là lúc mà năm có lúc còn nhỏ đó, thầy được sư cô Tâm ở trong cái chùa hiện tại đang ở chùa mình đây này, giờ cô đang đi dưỡng bệnh đâu ở đâu không biết. Lúc đó về cái chùa Phước Tường đó, sư cô mới dạy cho thầy 4 câu đó mà thầy nhớ mãi luôn. Lúc đó là thầy muốn xuất gia,
À, thì sư cô mới dạy á, cái bốn cái câu thơ đó, đó là gì? Soi gương thấy đầu trọc, tức là đi tu rồi soi gương thấy gì? Đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, tiếc gì ba sợi tóc. Tức là mình đi tu rồi vừa cười, thế soi gương là vừa cười mà lại vừa khóc. Đầu trọc mà cười khóc là sao? Cười là gì? Cười là bây giờ mình đã trở thành gì? Là một người xuất gia. Khóc là vì sao? Đầu tóc trước cây mình xịt keo mà mình chải, bây giờ là coi như cạo rồi, buồn lắm. Nhưng mà vừa cười lại vừa khóc. Nếu như người tu rồi thì tiếc gì? Tiếc gì ba sợi tóc. Mình ở đây á, quý thầy Việt Nam mình á, tu á, còn cạo tóc thôi đó. Chứ qua Thái Lan đó, mấy nước mà Thái Lan đó, xin Phật tử nó nhớ là cạo luôn lông mày luôn. Mình đây còn để là lông mày. Chờ bên Thái Lan đó, mấy ông sư Thái Lan là cạo luôn lông mày. Để làm gì? Coi như để là phá luôn cái dung nhan tàn tề tạ tới luôn. Mà khổ rồi. Ông thầy nào mà đi tu mà đẹp trai là coi như bị ma lăng già kéo ra sớm. Khổ vậy đó. Mà càng vào chùa rồi là càng bị kéo nhiều. Thầy may nhờ là thầy xấu cũng ai kéo hết. Nhưng như thầy đẹp trai là coi như là không giờ không còn ngồi đấy có từ được đâu. Tại vì thầy xấu đuôi xuống điếc luôn, nên ai thương. Chúng mà về. Như vậy thì Phật dạy mình đó, là người Phật tử đó, để phát triển cái tính kiến đó, tin lời Phật dạy đó, hàng ngày phải quán chiếu 5 cái điều. Ai phải già, ai phải bền, ai gì phải chết. Nhớ nha. Và cái thứ tư, Phật dạy mình là những gì mình có trong cuộc đời này mình yêu thương, rồi tất cả phải trả lại cho đời. Cái này là quan trọng này. Hàng ngày lên chiếc xe hoặc về nhà mà mở tủ ra thấy tiền đô la thì nhìn cho kỹ nhá, rằng cái này không phải là của mình mà của đời giao trả lại cho đời. Tức là khi mình chết ai đem theo được cái gì không ta? Không thể được. Dù là mình sống cái nhà cáo cửa đồng, sống trong một cái nhà lầu hoặc là biệt thự villa, tiền mình để 100 đô mình đem được cái gì không? Không thể đem theo cái gì hết. Mà Phật dạy mình phải quán chiếu đó, hàng ngày mình biết rằng những gì mình yêu thương là chồng, là vợ, là con, tất cả rồi mình phải để gì lại cho đời hết. Và cái cuối cùng Phật dạy mình đó, phải quán đó là gì? Ra đi chỉ đem theo được cái nghiệp của mình mà thôi. Cho nên hàng ngày mình á khôn á, hàng ngày thức dậy á từ mới bước xuống giường đọc kinh Phật, nhớ về đến cái tờ giấy đó. Đây là 5 điều Phật dạy, dù là người xuất gia hay người tại gia hàng ngày phải nhớ. Đó là ai cũng phải già, nó đơn giản đó. Nhưng mà khi mình tu tập á, mình quán chiếu hàng ngày á, mình nhìn ra đời hoặc là bị thăng bị trầm mất mát gì đó, nếu như ai mà đọc được 5 điều này mà nhớ nghĩ sâu sắc á, thì người đó bớt khổ nhiều lắm. Ai phải già, ai phải bền, ai cũng phải chết. Nghĩ như vậy thôi. Mà khi một người thân mình mất, mình đau khổ không? Khóc ghê luôn. Nhưng mà mình biết đó là một quy luật của cuộc đời Phật dạy, ai rồi cũng phải già và phải chết. Gặp đây nhau đây thôi, nhưng mà lỡ mà có dịp, có duyên mà năm sau thầy trở lại đó, không biết còn đủ hay không. Hay là trong số này có một số cầu thủ đã để về bên kia thế giới rồi. Ngờ lắm. Vừa qua ở chùa thầy ở trên bên Việt Nam vậy, ngày đó có một hai người Phật tử là ở trên đầu dốc đó, cách chùa khoảng cái số. Tối đó hai vợ chồng chờ đứa con đi, tự biết đi đâu, đi lên bệnh viện đứa con bị sốt. Và trên đường đi như vậy, tự biết chiếc xe, cái dịp cần Tết mà xe của Việt Nam người ta chạy đua để mà chở khách từ Hà Nội mà chạy về Sài Gòn để chở công nhân về kịp. Hai vợ chồng chạy lên một đoạn đường và hai chiếc xe tránh nhau, và một chiếc xe chạy đến và coi như là đây luôn hai vợ chồng và đứa con. Hai vợ chồng chết tại chỗ. Một đứa con tự biết nó bị cái háng của nó bị rách làm đôi luôn, và nhờ đưa vào bệnh viện người ta cấp cứu kịp thời cứu được đứa con. Hai vợ chồng chết. Một cảnh tang thương, một gia đình mà hai quan tài đặt nằm dài một cái nhà như vậy và rất là tang thương. Cả cái xóm ai cũng khóc thương trong gia đình đó.
Tôi thấy bây giờ mình gia đình mình chết một người mình thấy đau khổ, mà gia đình đó mất được hai người một lần. Nhiều người rất là tan với cuộc đời này. Cho nên mình thấy Phật dạy mình cuộc đời này là khi mình nhìn sâu Phật dạy rồi đó, quán chiếu được cái sự từ tánh vô thường rồi thì càng tin, mình tin có chân chính Phật. Đối với Phật giáo rồi đó, lời Phật dạy mình cảm thấy càng an lạc. Cho nên Phật dạy từ khôn ngoan đó, thì hàng ngày mình cố gắng quán chiếu năm điều đó. Bây giờ mình nhắc lại nè, năm điều Phật dạy hàng ngày ai cũng phải nhớ, đó là gì? Tất cả ai cũng phải già, ai cũng phải bền, ai cũng phải chết. Những gì yêu thương gì cuộc đời và trả lại cho đời, ra đi đem theo cái nghiệp mà thôi. Nhớ năm điều đó thì chắc chắn khi mà mình bị đau khổ cuộc đời thì mình cảm thấy bình an. Thầy nói là không dám, mà nói từ hết đời hết khổ nhá, mà mình quán chiếu được điều này rồi đó thì tâm mình sẽ bình an khi mà xảy ra cái điều gì đó. Ví dụ như ngày hôm qua gì đó, thầy đi từ bên Việt Nam mà qua đây, thầy biết nó để 2 chuyến bay liên tục ra Sài Gòn rồi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Thay vì bay 2 giờ rưỡi khuya thì đợi đến 7 giờ rưỡi sáng ngủ ở sân bay luôn. Thầy cũng nằm ghế ngủ ngon vậy. Rồi qua tới đi hàng sân bay, đi bay của cái hàng máy bay China Eastern mà, cho nên bay qua Thượng Hải, qua đó nằm ở sân bay đợi 9 tiếng nữa. Nếu người mà bực mình nó ngồi nó buồn nó khóc than gì không biết, thì mình vẫn ngồi ở sân bay mình nhìn cuộc đời. Cho nên mình càng suy gẫm lời Phật dạy trong 10 điều tâm niệm, Phật nói là làm việc đừng mong dễ thành, làm việc mà dễ thành tấm dễ ắt kêu kiếp nạn. Có lẽ mình qua Mỹ đi Canada để thuyết giảng cho nên có công đức, cho nên bị ma nó phá thôi thì đừng chấp nhận thương đau, ngồi ở sân bay mà nhìn người ta qua lại thì cũng là một cái cảnh diễn ra như vậy. Nhưng mà người học Phật mình bị quán chiếu, mình tư duy á, thì mình thấy gì? Lòng thanh thản không? Thay vì mình ngồi mình cứ mà mình cứ biết không, mình chúng tôi thấy là may mắn đó, có nhiều người cũng đi chuyến bay đó nhưng mà phải đợi đến 2 ngày sau mới bay về tới bên Mỹ này được. Bởi vì cái chuyến bay đó hết người rồi, hết chỗ ngồi luôn. Và nhiều người đi về New York, người ta phải bay về Cali, về LA mới có máy bay, từ đó phải mua vé bay về tới New York rồi. Thầy nhìn lại họ thấy ô, mình may mắn hơn rất là nhiều người phía sau lưng mình. Ô, thầy từ đó thầy thấy mình ô hạnh phúc hơn. Cho nên Phật dạy mình á, đôi khi mình phải biết nhìn lại, chứ đừng cũng ngước lên mà nhìn người ta xe đẹp nhàu sang, mà mình biết đâu được sau lưng mình bao nhiêu người gì đang khổ đau, cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Có nhiều người qua bên Mỹ này á, nhiều cụ già than nó buồn quá thầy ơi, buồn quá, coi chừng về bên Việt Nam đi bán vé số nữa. Thì nghĩ rằng ôi thôi cô đơn một tí, nhưng mà bên này cuộc sống gì thoải mái hơn, vật chất đầy đủ hơn, già không cần phải trả tiền gì bệnh viện, còn bên kia coi như là phải bỏ ra mà trả hết, thậm chí ai mà có con cái nuôi dưỡng đó thì phải đi kiếm sống lượm bóc bột để mà sống cuộc đời này. Cho nên là thầy đi về bên đó một lần ra đường thì thấy thương ghê, bởi vì sau lưng mình có nhiều người đang đau. Cho nên thầy đang có phát nguyện đó, nên mai cho chùa Hưng Pháp mà hoàn thiện rồi đó, thầy sẽ xây một cái khu gọi là tăng xá, viện dưỡng lão. Nếu như thầy gặp bất kỳ người nào mà trên đường mà họ không ai nuôi dưỡng á, thì thầy sẽ đón về nuôi hết. Nhưng mà mình biết rằng cái giới hạn mình làm được trong cuộc đời này chỉ là tương đối. Nếu như thầy mở ra một viện dưỡng lão đón hết người Việt Nam thì được không? Không được, chỉ là gì việc nhỏ mà thôi. Nhưng mà Phật dạy tha làm việc nhỏ, thà thắp lên một cái ngọn nến còn hơn là gì, ngồi mà nguyền rủa bóng đêm. Tức là mình làm cái việc gì đó mình cứ chê người ta, nhưng mà thay vì mình làm một cái việc nhỏ mình làm lên nhưng mà cảm thấy vui, còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng đêm tại sao đêm tối như thế này, thì điều đó càng khổ đau hơn. Như vậy sáng nay
Thì trao đổi Phật tử chúng ta cái chủ đề đó là nuôi dưỡng gì, nuôi dưỡng chánh kiến. Mà Phật dạy mình là một người Phật tử thì hàng ngày muốn nuôi dưỡng cái chánh kiến đó thì phải trải qua năm cái để có thể giúp mình nuôi dưỡng cái chánh kiến của người Phật tử. Đó là phải giữ giới, bởi vì giới là căn bản, là thầy của ba đời chư Phật. Một Phật tử giữ giới, người đó sẽ có niềm tin và có được cái an lạc. Mà khi có an lạc thì chánh kiến, cái nhìn của mình Phật pháp sẽ được phát triển hơn. Thứ hai là phải hàng ngày tập nghe kinh nghe kệ, rồi là văn, rồi sau đó là thảo luận, là luận nghị. Và thứ tư là phải biết tu học và lệnh trị. Và thứ năm phải biết quán chiếu cuộc đời, quán chiếu thông qua những lời Phật dạy. Và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt Phật pháp thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự an lạc. Đó là cái bài nội dung mà thầy muốn trao đổi sáng hôm nay. Kính chúc Phật tử chúng ta có dồi dào sức khỏe. Và bây giờ xin mời Phật tử chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Và chúng ta ra ngoài nghỉ giải lao khoảng 15 phút. 9 rưỡi bước vào chúng ta sẽ bắt đầu niệm Phật. Thank you.
mãi chiếu nắng. Hỏi mây kia ơi, mây bay về đâu? Mây bay về trong những cơn mưa rào. Hỏi gió ơi gió, gió bay về phương nào? Gió bay về trong những cơn sóng xa. Sóng vô bờ, sóng vào lòng đất mẹ, mang hơi ấm đem về những cơn mưa. Rồi một mai bên lặng gió không về, là gió mây sẽ cùng với nước non đã cùng nhau trở lại chốn hư vô, cho tất cả tĩnh lặng một tánh không, và trở về những cơn gió mát lành. Gió lại về cho sóng vỗ vào bờ, đem mây về từng cơn mưa mát mẻ, thấm muôn nơi vui đẹp trần gian. Trong làn mây chiếu nắng, hỏi mây kia ơi, mây bay về đâu? Mây bay về trong những cơn mưa rào. Hỏi gió ơi gió, gió bay về phương nào? Gió bay về trong những cơn sóng xa. Sóng vô bờ, sóng vào lòng đất mẹ, mang hơi ấm về những cơn mưa. Rồi một mai bên lặng gió không về, là gió mây sẽ cùng với nước non đã cùng nhau trở lại chốn hư vô, cho tất cả tĩnh lặng một tánh không, và trở về những cơn gió mát lành. Gió lại về cho sóng vỗ vào bờ, đem mây về từng cơn mưa mát mẻ, thắm muôn nơi vui đẹp trần gian. Đem mây về từng cơn mưa mát mẻ, thắm muôn nơi.